trả lời cảm giác của mình thì cái đây là cũng là một dãy núi hình dung giống như là ở dãy núi Thất Sơn, rất là màu nhiệm. Có những vị họ không tin về tín ngưỡng thì có thể là họ có những cái họ nhận định nó hơi hơi hơi, hơi không có đúng cho lắm, nhưng mà khi mình lên đây thì mình thấy có hữu duyên đó, ở đây thì coi như ở Mỹ là không có dãy núi nào thứ hai nữa đâu. Với lại trước hết thì ảnh có cái lòng từ bi bác ái, có tâm như vậy thì mình cũng nên đáng quý. Thì mong bà con cũng tiếp tục ủng hộ cho ảnh để duy trì cái nền này là thiên thu vĩnh cửu, để cho toàn thể dân tộc hợp mặt lại với nhau, để mà mở thêm một đường tu đạo tâm linh để thoát khỏi luân hồi vậy thôi. Như anh kiểu như anh nói rằng anh chỉ là theo đạo Phật, và em vô đây anh thấy rất là nhiều cái tôn giáo có thể nói vậy nó khác nhau trong đây, thì có khi nào mà anh gặp người ta hỏi ồ tại sao anh đầu tư mỗi công chuyện mà nó không phải là kinh doanh gì giống như thường bất động sản này nọ, mà cái này là giống như gì tôn giáo mà anh lại đầu tư một số tiền quá lớn vậy không anh? Tôi là năm 2008 á, tự nhiên tôi ngủ cái tôi không ham gì đời á, rồi cả tôi làm chủ lâu rồi, từ năm 93 tôi có hạn rồi, thì cái tôi để dành dụm rồi vàng với đồng hồ Rolex này, mười mấy chục cái, xong cái tự nhiên tôi thích cho hết à, cái tôi đi lấy một cái, tôi có 45 cái building, là tôi lấy một cái building 50.000 square feet, cái tôi mở ra cái chùa. Rồi lúc đó anh vợ nổi điên, tại bả là người Công giáo, bả không có biết về Phật, bà nói à, bà cả năm trời luôn bà gây lộn tôi hoài à. Không đóng cửa chùa là tôi bỏ ông, không đóng cửa chùa tôi bỏ ông, rồi cuối cùng bà bỏ thiệt, rồi tôi chọn Phật chứ tôi không có chọn bà. Thà tôi mất ba đứa con luôn, rồi tiền bạc vàng gì đó, thời đó tôi cho hết cho mấy thầy Tây Tạng, rồi tôi đi ngao du khắp hết, tôi đi qua Ấn Độ hết. Rồi sau đó 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 là 2008, cái chùa hiện giờ đang hoạt động rầm rầm dưới kìa, ở đường 273 đường Xô La Quê, ở dưới hiện giờ có cả 100 Phật tử đang ở dưới, tới ngày hôm nay vẫn còn. Rồi sau đó tới năm 2014 thì có cái duyên rồi mua cái núi này, thì khi mua cái núi này á thì lúc đó cũng chưa tôi chưa có biết là chuyện gì xảy ra nữa, cái có một cái tôi xây cầu thang gần 400 ngàn này, chỗ cái đầy điện Phật đó đó, rồi đi xuống dưới chỗ chiếc tàu là có cái cầu thang, thì cái khi mình làm gì á nó giống như cái lý trí của mình nó nhất định là phải làm được, nó không có khe tiền bạc nữa. Tôi không có ham gì hết trơn á, dĩ nhiên tiền ai cũng cần phải không, nhưng mà khi mà mình hiểu được cái thế gian này cái gì nó cũng tạm á, đồng tiền nó cũng giống như con chip và thảy trên cái bàn vậy nè, thảy qua thảy lại hồi cũng hết, rồi người nào thắng người nào thua thôi, chứ nó không có ích lợi gì hết. Từ đó tôi mới mở cái này, là nó là gọi là công viên Thiên Long Sơn. Mấy ông thầy mở với chùa của tôi á thì ông nói con đạo Phật thì con phải thờ Phật thôi, không có thờ thần thờ thánh gì hết trơn á, đó là tà quỷ, cái đó là thần tú đặt ra, cho nên mấy Phật tử tu tập với tôi gần mười mấy năm rồi lên đây thấy ông thần trận đạo rồi mấy ông nữ ông trực đó thì cứ lại nói tôi là loạn đạo và tà, nhưng mà thật sự mấy cái đạo Phật chỉ là một cái degree, một cái process để mình học, để mình thanh lọc cái tinh thần của mình, để chân thiện mỹ, để mà bớt bớt tham sân si. Còn tất cả các vị này á, là cũng là thần thánh chứ đâu phải lại, nhưng mà bên đạo Phật quá chấp chấp giết, cái thành ra cuối cùng á, đi sai hết, làm cái đạo Phật suy đồi. Thì từ đó tôi mở ra Thiên Long Sơn, rồi tôi đạo Công giáo thì không có biết luân hồi, nghĩ là chết là về trời, nó không có chuyện chết về trời, chết mà làm tội xuống địa ngục á. Thì lên trên đây thì mỗi một người, lần đầu tiên người ta lên ta không cảm nhận, anh lên lần đầu tiên anh có cảm nhận rồi đó, thì từ từ họ sẽ hiền lại. Mục đích của mình là tất cả không cần biết anh học Phật, học Chúa, học Muslim, học gì, miễn là cái tâm tốt thôi, thì lên đây á, là nó có cái đó, vừa có sức khỏe anh đi bộ là sức khỏe, lên đây anh thấy cảnh vật mà bữa nay trời hơi mưa hơi lạnh anh run run không, nhưng mà mấy kia là anh sẽ happy, anh thích ngồi từ sáng tới chiều. Đó là hai cái anh có. Cái thứ ba là tự nhiên á, anh có bực bội vợ con, anh có bực bội chuyện tiền bạc hay là thua stock hay là gì không biết, lên đây cái tâm anh cũng an nhàn nữa.
Thì cái núi này á, nó có ba cái để mà nó sell, để mà để cho người ta để